Từ một ngày xa trước anh đưa em về bóng ngã đam mê. Anh hẹn em cuối tuần chờ nhau nơi cuối phố, biết anh thích màu trời. Anh có nghe mùa thu mưa răng lá đổ. Sao quê tuổi thơ con đâu biết gì,
chiều con nít vui đùa trên sông. Nhớ sao tuổi thơ trên non nước này, bồi hồi con nhớ ơ âu. Xin chào tất cả quý vị cùng đến với chương trình Màu Thời Gian cùng với những ca khúc rất hay và những tấm chân tình. Câu chuyện mà tôi muốn kể cho quý vị ngay từ đầu chương trình đó là cảm giác nhớ nước mắm của những ngày tháng xa quê. Tôi sống ở một nơi không được nhập nước mắm và vì thế tôi không thể nào có được một bữa ăn cơm. Một ngày nọ, theo lời của bạn bè, tìm được đến một nhà hàng Việt Nam, nghe được lý mười thương, nhìn thấy tà áo dài và đặc biệt là những món ăn quê nhà hiện ra trước mắt, tôi được la lên trời ơi Việt Nam nè và khóc rất nhiều. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu để gợi nhắc tất cả mọi người trong cuộc sống ồn ả này. Một lần nữa chúng ta nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi gặp gỡ những cuộc hò hẹn ban đầu và là nơi không bao giờ chúng ta quên được. Ai sẽ đến với tôi ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng theo dõi nha. Xa cách lâu rồi. Khán giả biết đến ca sĩ Quốc Đại qua giải nhì cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng dòng nhạc mà anh theo đuổi khó chinh phục được khán giả thời đó. Giữa năm 2006, bất ngờ Quốc Đại xuất hiện trở lại với phong cách mới và những ca khúc anh hát cũng đã bắt đầu mang dấu ấn trong lòng khán giả trẻ yêu nhạc. Liên tục những album của anh đều được khán giả đón nhận. Và kính thưa quý vị, với chủ đề quê hương ngày hôm nay thì Màu Thời Gian, chúng ta sẽ cùng trò chuyện và gặp gỡ với ca sĩ Quốc Đại. Chào Tùng. Dạ, chào anh. Quốc Đại xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Màu Thời Gian. Và tôi muốn hỏi anh Quốc Đại ngay lập tức rằng là giữa một cái thị trường âm nhạc đang rất là sôi động hiện tại, vậy tại sao anh lại chọn cho mình một cái đường đi khá là lặng lẽ như vậy? Cái này thì mình phải cảm ơn nhạc sĩ Minh Vi. Định hướng cho Quốc Đại rất là rõ ràng trong cái công việc đi hát. Đại nghĩ là do cái chất giọng của mình, yeah. Nên mình đi theo cái gì mà sở trường nhất của mình thì sẽ tốt nhất, yeah. Và khi mà dấn thân theo con đường ca nhạc quê hương á, thì nó có một cái điều đặc biệt là chắc chắn anh sẽ được đi nhiều nơi hơn. Riêng Việt Nam thì chắc đi là gần hết rồi, yeah. Cũng có cái may mắn đó. Và cũng là như Tùng biết là cái thời sinh viên mình cũng hoạt động cũng nhiều, yeah. Nên những cái chuyến đi đó, những cái trải nghiệm đó nó giúp cho rất nhiều trong cái việc mà thể hiện những ca khúc đặc biệt về quê hương. Dạ. Ngày hôm nay nhân vật của chúng ta đã minh chứng được rằng anh ấy hát ngọt ngào không chỉ bởi anh ấy có một con tim ngọt ngào mà còn là bởi vì anh ấy có một thời tuổi trẻ rất oanh liệt. Có lúc nào vào bước trên con phố Sài Gòn đầy nắng, anh chợt nhớ đến nắng gió cháy da rát mặt của quê hương. Tuổi thơ anh là tuổi thơ em, cùng lớn lên trên mảnh đất đầy nắng gió. Anh nhớ tháng 6 gió Lào thổi rát mặt, làm sơ xác cả những tàu lá chuối. Thương mẹ những ngày ra đồng, thương cha lầm lũi đi tát từng gầu nước. Con người cần có một quá khứ để nhớ, để thương. Anh đã đi qua nhiều miền trên đất nước, anh biết không có một nơi đâu để anh nhớ nhiều như quê mình. Quê hương chính là nơi bình yên nhất. Chúng tôi đang cùng đọc một lá thư khán giả cho anh Đại cùng với khán giả của Màu Thời Gian. Và như trong cái lá thư này thì có nhắc đến một câu rất là hay, quê hương chính là nơi bình yên nhất. Theo anh Đại điều đó có đúng không ạ? Rất là chính xác luôn. Bởi vì dù chúng ta có đi đâu và chúng ta có thành đạt như thế nào và chắc chắn chúng ta sẽ gặp những cái trở ngại, những cái làm cho chúng ta phải nhục chí đi, yeah. Thì cái nơi mà chúng ta để nghĩ về để mà cố gắng nhiều hơn, đó là cái nơi mà có thể nói là cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Và khi mà về, được về quê cùng với người thân là sẽ là cái liều thuốc mà xoa dịu mạnh nhất để có thể là an ủi chúng ta và thực sự cảm giác là yên bình, yeah. Tôi xin được phép đọc tiếp lá thư lúc nãy cùng với anh Đại nhé. Anh đã qua bao nắng gió cuộc đời, bao tháng năm tha phương cầu thực. Mỗi lần trở về quê, em nhìn anh bật khóc, anh nín lặng.
Giữa đất khách Sài Gòn, anh gọi nắng, gọi gió, gọi tuổi thơ anh, gọi hai tiếng thân thương quê mình mà lòng anh nhói đau. Bởi anh xa quê, xa em rồi. Như vậy là có những người, người ta nhớ về quê hương là vì người ta nhớ về cái mối tình của người ta nữa. Tôi đọc thì cũng có vẻ hơi nghẹn ngào, là bởi vì có những ngày tháng khi mà tôi rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh sống xa thì tôi rất là nhớ, mà nhớ nhất vẫn là người mình thương. Đó, không biết là anh Đại có cái câu chuyện gì chia sẻ với mọi người không ha? Thật sự là nếu mà nói và nhớ cái người thương á, thì khi mà mình bắt đầu mình chuẩn bị đi là mình đã nhớ rồi. Dạ. Chứ không phải là khi mình xa mấy ngày là nhớ đâu. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những chiều có người em gái qua bên thềm, tiếng hò sao xuyên trăng đầu gành, nhạc rừng nghe buồn mông manh, và ngàn tia lửa ấm chơi với dưới trăng êm đềm. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những ngày, những ngày rau cháo với dưa cà, quê nghèo với sống trong mặn mà, đời vang lên ngàn câu ca mà tình thấy càng bao la, ngàn lòng như chán hòa. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những chiều, những chiều gặp gỡ nhau trên cầu, nước trời xanh ngắt in một màu, lặng nhìn nhau hồi lâu lâu, rồi tình ta càng ăn sâu sâu mối duyên ban đầu. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng hôm nào, hôm nào mưa rớt trên sông dài, trên dòng em tiễn anh một chiều, chiều chia ly còn chưa phai, trời buồn khóc rung duyên ai, giọt lệ tuôn ngắn dài. Bầy em bé reo ngoài vườn, mẹ già tóc bạc như xương, nợ đời uốn còng đôi vai, xương đơn đau trăm đường. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những gì tha thiết nhất trong đời, những gì không nói nên bằng lời, mà tim ta thì chơi vơi, mà hồn ta tìm nơi nơi, mà lòng ta nhớ đời. Quên sao bao nhiêu phút xa xưa ấy.
Có bầy em bé reo ngoài vườn, mẹ già tóc bạc như xương, nợ đời uốn cong đôi vai xương đớn đau trăm đường. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những gì tha thiết nhất trong đời, những gì không nói nên bằng lời, mà tim ta thì chơi vơi, mà hồn ta tìm nơi nơi, mà lòng ta nhớ đời. Ai nhớ chẳng ai. Trăng đêm nay trong sáng và mát lành, ngồi ngắm trăng, anh bồi hồi nhớ lại thuở mới yêu. Ôi tràn ngập tiếng cười em nhỉ, tụi mình cứ ngồi bên nhau mà kể chuyện trên trời dưới đất. Giờ chỉ còn mình anh, với những cơn sóng xô bờ cát trắng, biển mùa này không hề yên lặng, y như nỗi niềm anh nhớ đến em. Em biết không, vào buổi bình minh, biển đảo quê mình xinh đẹp lắm, cả một vùng trời mây xanh thẳm. Những khi buồn, em có nhớ anh không? Em hãy cứ đưa mắt về phía biển, nơi đó có anh, có tình yêu anh dành cho em, cho đất liền. À, tôi cùng với anh Đại ngồi đây đọc từng dòng, từng chữ thì cảm thấy xúc động rất nhiều. Và cũng xin được phép bật mí với anh Đại cùng với quý vị khán giả là chúng ta vừa đi qua một lá thư của một anh lính đảo. Đây là một người lính trên đảo Trường Sa của quê hương chúng ta và sống trong nỗi nhớ nhung đất liền, nhớ về người con gái mình thương. Quốc Đại cũng đã được tới Trường Sa để phục vụ. Thì chính những chuyến đi đó thì mình đã hiểu hơn. Và đúng, quả thực là phải rất là dũng cảm và một cái tình yêu nước rất là lớn lao mới hy sinh cái hạnh phúc riêng của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với lá thư tiếp theo như sau. Thư Paris gửi em. Paris chẳng khác gì em, tức là cũng đẹp, cũng lộng lẫy, cũng buồn mênh mang. Anh thì không nghĩ nhiều đến vậy, vì anh chỉ thấy yêu thôi, yêu Paris và yêu em. Như là những buổi chiều đi dạo trên sông Seine, hoặc ban đêm ấp trong tay cốc cà phê nhỏ mua từ mấy bán hàng tự động, anh thấy lòng mình thanh thản. Đêm ở Paris khiến cho lòng người có nhiều tâm sự. Anh nhớ em da diết, mong cho em luôn được bình an, chỉ bình an thôi là đủ. Và mong Sài Gòn có những cơn gió mát lạnh để tóc em mãi bay bay trong gió, như những lần anh ngắm em đi dạo trên khắp con đường ngập lá vàng bay. Đêm nay Paris tuyết trắng xóa. Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao em ngập ngừng. Nhà tôi đơn côi, mời em ở lại, kể chuyện tha phương chưa lần với nhớ thương. Mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm, biết nơi đâu mà tìm. Nhiều khi ưu tư tựa sóng cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào hồn. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm nay, chưa với tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời em nói yêu tôi, tiếng ngọt trên đầu môi. Này bạn đêm nay hỡi, nếu mai đây về nhớ mang theo nụ cười, còn
tôi vẫn là của người. Trong đời em nói yêu tôi tiếng ngọt trên đầu môi. Này bạn đêm nay hỡi, nếu mai đây về nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của Quốc Đại cùng với Thanh Tùng xin được chào đón tất cả quý vị cùng quay trở lại với Màu Thời Gian, chủ đề về quê hương. Phần tiếp theo của chương trình, chúng ta nói về một trong những điều đặc biệt của quê hương, đó là hình ảnh của người phụ nữ. Trong anh Đại, nếu mà nói về hình ảnh của người con gái Việt Nam, anh nghĩ như thế nào là đẹp? Đó là mái tóc dài. Dạ. Là cái đặc biệt của phụ nữ Việt Nam. Dạ. Áo dài luôn không? Chắc chắn là phải có áo dài. Khi mà nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo dài. Dạ. Ngay cả người nước ngoài cũng vậy, hay là người Việt, phụ nữ Việt cũng vậy. Tuy là nó hơi kính cổng cao tường nhưng mà cũng rất là hot. À, dạ đúng rồi. Cho nên là cái áo dài á, chính ra nó là cái cách thể hiện cái nét đẹp rất là Á Đông của người phụ nữ Việt Nam. Nhưng mà nói đến đây thì chúng tôi cũng xin được phép đính chính rằng là chúng tôi không có nói là ai không để tóc dài và không mặc áo dài thì không có đẹp. Điều đó thì hoàn toàn sai. Cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam là nằm ở trong tim. Tôi vẫn còn nhớ gần đây nhất có một cái cuộc thi hoa hậu mà cô hoa hậu có trả lời phỏng vấn là nếu mà gọi là cái đức tính nào đặc trưng nhất của người Việt Nam, của con gái Việt Nam, phụ nữ Việt Nam thì cô nói đó là đức tính hy sinh. Rồi ở trên mạng người ta cũng nói cô là học gạo, đưa ra những cái câu nó rất là cũ kỹ. Nhưng tôi thấy nó không cũ kỹ chút nào, bởi vì đến ngày hôm nay, không biết là quý vị và anh Đại có nhận ra không, đức hy sinh chính là điều quan trọng nhất tạo nên vẻ đẹp của người Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ. Đúng, Quốc Đại cảm thấy điều đó rất là chính xác. Bởi vì người phụ nữ Việt Nam cho dù bất kỳ thời kỳ nào hết thì luôn luôn là người đứng phía sau chăm sóc. Mặc dù là họ bây giờ thì hiện đại hơn, thì họ cũng đã ra xã hội và họ thành công trên thương trường cũng như là nhiều mặt. Nhưng mà khi mà về nhà họ vẫn là người chăm sóc chồng con. Những cái hy sinh đó thì đúng như là Tùng nói là cái đức hy sinh là nó rất là mạnh. Đó là một cái là đặc điểm mà của người phụ nữ Việt Nam. Dạ.
Và chương trình ngày hôm nay ở phần cuối thì xin được phép dùng một bài hát của anh Đại, đó là bài Bóng Hồng Việt Nam, để dành tặng cho tất cả những người phụ nữ đang theo dõi Shinobi nói chung và Màu Thời Gian nói riêng. Chúng tôi muốn nói một điều rằng là với những người phụ nữ đang sống trong gia đình, đang dành rất nhiều thời gian của mình cho chồng con, cho những mối quan tâm khác mà không phải là mình, thì quý vị ơi hãy yên tâm đi. Đối với chúng tôi, những người xung quanh phụ nữ đều xem quý vị là những người đẹp nhất trong cuộc đời này, bởi vì quý vị là hình ảnh đại diện cho tình yêu thương, là hình ảnh đại diện cho cả quê hương đất nước nữa. Dành cả tình yêu này và chương trình này cho quý vị, những người phụ nữ Việt Nam. Bây giờ sẽ là Bóng Hồng Việt Nam cùng với lời chào tạm biệt. Tôi yêu, yêu cô con gái với mái tóc huyền mà lúm lúm đồng tiền, với nốt nốt ruồi ruồi duyên, người hay tiền bóng tiền nơi địa đàng. Tôi yêu tiếng nói lặng lơ, làm sao mà êm êm thế, phải chăng lời thơ trong gió, tiếng ngọt như của loài chim yến oanh đang líu lo trên cành. Chiếc áo ai phất phơ trong chiều tà, mà tưởng rằng chiều nay có bướm bay, bao cô em thướt tha trong lùa là, mà tưởng rằng trời đất kết toàn hoa, chiếc non xinh trắng tinh như gợi tình, gợi lòng mình thầm mơ bóng dáng ai, tay em đưa ngón giữa trên nụ cười tình vừa sáng vừa xinh. Tôi yêu, yêu cô con gái với trái mơ đào, trên má em hồng, đôi mắt em tình thật xinh, người hay tiên bóng tiên nơi địa đàng. Tôi yêu chiếc nón bài thơ, làm sao mà xinh xinh thế, phải chăng là tiên giang thế, mỹ miều như một loài hoa thướt tha như liễu rũ bên hồ. Của loài chim yến oanh đang líu lo trên cành. Chiếc áo ai phất phơ trong chiều tà, mà tưởng rằng chiều nay có bướm bay, bao cô em thướt tha trong lùa là, mà tưởng rằng trời đất kết toàn hoa, chiếc non xinh trắng tinh như cười tình, gợi lòng mình thầm mơ bóng dáng ai, tay em đưa ngón giữa trên nụ cười tình vừa sáng vừa xinh. Tôi tiên nơi địa đàng. Tôi yêu chiếc nón bài thơ, làm sao mà xinh xinh thế, phải chăng là tiên giang thế, mỹ miều như một loài hoa thướt tha như bướm lượn chiều mơ. Son gót mềm nhủ lòng.